bà cô chú anh chị. Con chào cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Con chú Vin Kevin Trần đã giúp đỡ cho hai mẹ con. Con chúc chú năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát đạt, giàu hoặc là giàu để giúp cho nhiều người giống hai mẹ con của con. Chúc cho dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là hình ảnh các bạn trẻ cũng như là các gia đình đang nôn nao cho mình những cái tấm hình những ngày Tết năm Kỷ Mão này. Thì cũng nhân video clip này á, Bùi Hồ xin gửi lời chúc đến cô bác quý anh chị một lời chúc sức khỏe, an lạc, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay á, ngay tại thành phố Long Xuyên này, Bùi Hồ sẽ gặp một nhân vật, đó là bé Oanh và mẹ của mình, cô bé bán khoai 8 tuổi những ngày Tết này mưu sinh, và đồng thời là thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ để mà gửi một cái món quà lì xì Tết cho gia đình của em ha. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây là một cái cảnh của một cái đoàn lân sư gồng để giờ chuẩn bị múa mừng đảng, mừng xuân nhân những cái ngày cận Tết như thế này. Nhìn các em tuổi từ 16 cho đến 22 tuổi, rất là náo nức để có một cái không khí Tết. Không khí mà Tết mà không có múa lân sư gồng á thì coi như là một điều gì đó rất là thiếu sót luôn. Rất là dễ thương luôn trời. Em ơi xuống đây. Cô mua ủng hộ đi, bé 8 tuổi thôi. Cô muốn ủng hộ con đi cô. Hôm nay bé Oanh đẹp lắm luôn nè. Bùi Hồ và bé Oanh xin chào cô bác quý anh chị. Có một cái câu nói: đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đông đầy, và đủ 365 ngày thì hết một năm, báo hiệu của xuân về Tết đến. Và ngày hôm nay được sự hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên này để tìm về cái khu bán hoa của hai mẹ con. Đó là cô bé bán khoai lúc trước, bây giờ là cô bé bán hoa đúng không? Dạ. Nhân những ngày cận Tết này, để thay mặt cho chú Kevin Trần để hỗ trợ một ít quà lì xì cho bé, cũng như là cho chị có những cái hoa chim Tết. Thì trước khi mà trao phần quà của chú Kevin Trần ở Mỹ đó, thì con nói cho cô chú biết coi, hiện nay thì con với mẹ bán những loại bông nào nè, và bán từ khi nào và giá như thế nào? Dạ, con bán từ 25. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Con xin chào cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Dạ, đây là cúc mâm xôi, là 250 một cặp. Một cặp là hai cái hay một cái? Dạ, một cặp là hai cái. Cúc mâm xôi, sao gọi là mâm xôi ta? Dạ, tại vì á, nó phùng ra mỗi lần mà bông của nó nở ra ha, nó to với nó tròn lắm chú ơi. Rồi, tiếp tục. Dạ, đây là bông vạn họ. Một cặp là 200. Cặp này là 200. Dạ. Cặp này là 250. Dạ. Ủa sao bông bự hơn mà rẻ tiền hơn là bông nhỏ? Dạ, tại vì bông nhỏ là lấy giống về cực lắm, còn bông vạn họ thì nó rẻ hơn. Rồi, đây là bông vạn họ 200.000 một cặp. Tiếp theo. Dạ, đây là mai. Mai này mai gì ta? Dạ, mai này mẹ con lấy nhiêu cặp? Dạ, một chậu là 300, một cặp thì 600. Có bớt không? Mua hai chậu có bớt không? Cô chủ nhỏ. Dạ, con bớt cho chú 5.000. Ủa sao ít vậy? Tại vì mẹ con á lấy bông này về á là cũng mất tiền ship nữa. Rồi tiếp tục. Dạ, tiếp tục là ớt. Ớt này bao nhiêu?
Dạ một chậu ba chục. À, một chậu ba chục, còn dạ. Ai? Dạ cái này là cúc mai một cặp 250. Cái này là mai thiệt hay mai giả vậy? Dạ cái này gọi là cúc mai. À cúc mai. Dạ. Thiệt hay giả? Dạ hoa thiệt. Hoa thiệt. Tết này là không bán đồ giả đúng không? Dạ. Rồi vậy là bán được mấy ngày rồi? Dạ con từ 25 con dẫn xuống đây bán. Con bán ba được 3 ngày rồi. Rồi tối mẹ con ngủ đâu? Dạ hai mẹ con ngủ trên võng. Ngủ trên võng? Dạ. Là lấy hoa này lấy từ ở đâu vậy bé Oanh ơi? Dạ Bánh Tre. Lấy từ Bánh Tre, hai mẹ con đi xe lấy hay sao? Dạ không, xe chuyển lên cho hai mẹ con của con. Xe chuyển lên. Như là vậy xe. Là bên kia là của ai? Dạ của mẹ con luôn. Của con luôn? Ô, dạ. Con bự vậy ta. Ở bên kia là hoa hoa gì đó? Dạ cái này là hoa mồng gà, một chậu là 30. Ủa rẻ vậy? Một cặp nhiêu? Một cặp 30 thôi. Hoa này màu đỏ đẹp ha? Dạ. À, bọn kia con giống vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà nó chắc rẻ hơn hả? Cái này là hạnh. Ừ. Một chậu thì 100. Ừ. Trái hạnh hay còn gọi là trái tắc đúng không? Dạ đúng. Ừ. Bán từ 25 đến mùng mấy rồi bé Oanh với mẹ mới nghỉ? Dạ chừng nào hết đâu thì mấy mẹ con mới nghỉ. Không ra bán lời không? Dạ cũng hơi lỡ vốn. Gì hơi lỗ vốn nè? Con giả thôi, mấy bữa nay hai mẹ con cũng bán được mà la dai. À ba là tất cả là bao nhiêu chậu có điếm không? Tối bằng là ăn cắp sao? Dạ có 300 chậu rồi chú ơi. À đấu giá mặt bằng sao? Dạ. Hết mình nè. Có dạ. Nhiêu một chậu? Dạ một chậu 30. Mà giờ con lấy 30 thôi. Cái này hàng đại hơn nhất. Hai chục thôi. Con mua một hộ con đi. Con lấy hàng đại hàng đẹp cao luôn. Dạ 30. Con lấy hàng đẹp hàng đẹp không à. Mẹ thôi thôi xứng đáng đồng tiền. Mẹ con không xứng nước đồng tiền. Bán vậy lỡ mưa sao chị? Mưa cũng chịu nữa chứ. Em đi xong thì em bán 5 ngàn. Rồi ăn uống sao? Hai mẹ con việc ăn uống sao? Đó là con mua cho con gọi cô. Cô ơi, cô mua chị em họ con đi cô. Dạ con mua cơm hộp con ăn. Vậy hả? Dạ. À, tối ngủ ở đây mưa rồi sao? Dạ không. Cô mua nè, cô ở đi cô. Dạ, một cặp là 30. Một chậu hả? Chậu 30 hả? Dạ không, một cặp 30. Không có bông màu nữa, không có bông màu nữa. Bông trăng đen không bắt. 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 Thôi để 20 đi. Rồi em bán rẻ rồi, mua 20 đi đâu bằng giá, mua cho em bán rẻ rồi. Dạ em cảm ơn bà. Dạ. Dạ mới lên hôm qua thôi đó. Đâu thấy cái ngon màu nó đã tạo ra. Vậy gì được không chị? Để con đi lấy bọc. Bọc đâu rồi ta? Rồi. Hết bọc rồi mẹ ơi. Mẹ ơi hết bọc rồi. Không hết bọc. Không có đây. Cái này là một gà phải không? Dạ đúng rồi. Hết bọc luôn hả? Dạ. Rồi sao? Dạ con đi mua bào. Cái này là em lo bông không à. Đâu lấy cái hạt đi, lấy hạt cái hạt. Tháo tháo luôn, tháo tháo cho mỗi cái bớt luôn á. Được
Để cầm nãy đi. Rồi, ghế hai cặp nè. Ghế hai cặp thì em hết cậu cậu để làm cả rồi, để gì cho thay vậy. Dạ con chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, trẻ mãi không già, tiền vô như nước, làm ăn phát tài phát đạt. Đời đó có một cụ vợ tới lý nha, tới 58 tuổi đó. Dạ, cô để cô chọn gì thì chọn đây rồi nói thầy nha. Mấy cái này mà được dồn lại chị mua chân Tết hả? Mua chân Tết mấy bông này mua đủ hết chưa? Tại thấy đỏ đỏ nè. Dạ màu đỏ cho may mắn. Bông năm nay nếu bán được thì cứ được bán, tại vì bông mang nhiều lắm rồi. Dạ. Năm nay thời tiết thuận lợi bông ra đẹp. Để chăng? Mua gì lợi đi bà? Cái này cầm 100 cầm 50 lấy xuống coi đi chị, cái nào vừa ấy mua bao đẹp luôn. Này 5 cây á chị, ai con hết tiền cho cô cho mình, đưa cho cô 2 cây hổ cô mua giùm hộ con nó không. Dạ cô ơi, con cảm ơn cô, cô mua giùm hộ con nữa không cô? Con mấy bay cô. Sáng nay ăn gì chưa? Dạ rồi. Ăn gì? Ngồi ghế đi. Dạ con ăn mì. Mì hả? Dạ. Tối ngủ mưa có lạnh không? Dạ. Dạ không. Ông trời, mẹ quen âm. Với mấy bữa nay trời không có mưa. Ông trời thương mẹ con nên không có mưa. Chứ mưa là nước vô bông là úng hết rồi. Ôi vậy hả? Dạ. À, gần Tết trời thương đúng không? Dạ. Hôm nay bộ đồ mặc ở đâu đẹp chứ ta? Dạ mẹ con mua cho con, năm sáu gửi tiền về mua đồ cho con. À, gửi tiền. Bộ đồ này bộ đồ gì vậy biết không? Dạ bộ đồ bà ba. Bộ đồ bà ba trong này có túi nè, có tiền không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Bán mà mình không được giữ tiền sao? Dạ không, tại con còn nhỏ hơn đâu có biết giữ tiền đâu, cho mẹ con giữ để mẹ con mua đồ cho con ăn, mua đồ đẹp cho con bận. À, năm nay bán đi đỡ hơn mấy năm trước không? Dạ đỡ hơn. Năm nay đỡ không chị Hiền? Dạ đỡ chứ. Vậy hả? Dạ. Giờ của chú bà thương cũng ủng hộ. Ừ. Bán 300 chậu mà bây giờ là bán được nhiêu rồi? Chị cũng không có đếm được nhiều nữa, chỉ là chị để vậy đó cũng giật mộn rồi. Giật mộn rồi hả? À, cái này là mấy lô chị? Con cho bán hả? Rồi, tình hình nay mẹ con chuẩn bị gì ăn Tết chưa? Ngồi đây quế quanh. Dạ. Hai mẹ con chuẩn bị gì để ăn Tết chưa? Dạ chưa. Con mất bán không à? Dạ, dạ bán đến bữa mấy mới nghỉ. Dạ. Nói với chú là con bán hết rồi con nghỉ. Dạ con bán hết rồi con nghỉ. Tới 29 luôn á. 30 luôn. Ông bà ủng hộ con hết rồi con nghỉ. Ông bà cô chú ơi, xuống mua ông ủng hộ hai mẹ con cho hai mẹ con của con thì Tết hai mẹ con của con về Tết về sớm. Để con ăn Tết. À giỏi quá ta. Tết này dạ. Có chúc gì với ông bà cô chú không? Dạ có. Con chúc ông bà năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát đạt năm 2020, năm 2023. 2022, hai năm 2023. Năm nay là năm con gì? Dạ năm nay là năm con mèo. À. Chúc ông bà cô chú mạnh thường quân sao đó. Dạ con chúc ông bà cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát đạt và làm ăn càng ngày càng phát đạt. Để giúp nhiều hoàn cảnh giống như con. Ồ ai chỉ mẹ chỉ hay vậy? Dạ không. Cái sao? Dạ cái này con tự mẹ con mỗi năm thì con hay chúc Tết cho ông bà cô chú anh chị mua bông ủng hộ con. À giỏi quá ta. Vậy là qua bán bữa 25 đến giờ
Dạ. Cuốn nặng không chị? Dạ, cũng nhiều. Cũng nhiều hả? Như đây cả chục triệu không? Dạ hơn, chị lấy phần nửa mặt, phần nửa triệu. Ồ, không đủ vốn bán thì sao? Dạ, tại vì cái mấy chục lần, tại bông nó nhiều mà. Mấy chục triệu luôn hả? Dạ, chị lấy phần nửa mặt, phần nửa triệu. Dạ. Nhưng mà chị đánh hết xong rồi chị gom đưa tiền cho chủ vậy đó. Bán gì cực không bé Oanh? Dạ cũng cực nhưng mà vui, tại vì á được chúc tết cho ông bà cô chú anh chị, gia đình sum túc, rồi bán đông phụ mẹ, năm nào cũng vậy hết á. À, vậy là mẹ chỉ cho mình nhớ loại bông hay là bông này mình biết sẵn rồi? Dạ mẹ chỉ cho con những loại bông mà con chưa biết. Trong tất cả các loại bông này thì con thích bông nào nhất? Dạ con thích bông nào con cũng thích hết á. Dạ hả? Dạ bông nào cũng thích hết, miễn ông dạ. Bà mua là con sẽ chúc cho ông bà. Dạ. Ông bà nào mua là con sẽ nói lời chúc cho ông bà hết luôn. Dạ vâng. Dạ ông Sáu ơi, ông Sáu cho tiền cho mẹ 50 đô. Giờ mẹ không mua đồ đẹp cho con bạn rồi ông Sáu ơi. Hôm nay á là những ngày cận Tết. Em biết chị với lại bé Oanh á thì cũng vất vả ngồi đi chị Hiền. Để mà buôn bán như thế này chắc Mạnh Thường Quân gặp thì cũng rất là vui. Dạ. Hôm nay đến đây á thì em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ đi chúc quà cho cô, cho những cái hoàn cảnh mà em đã từng ghi hình lại. Thì hôm nay thì là ngày cận Tết, em thay mặt cho chú cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân chúc cho hai mẹ con mua may bán đắt nè, người ta ủng hộ số nhiều để mà về ăn Tết sớm cùng với mọi người chung vui. Chúc cho hai mẹ con luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Làm thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mình có sức khỏe mình sẽ làm được mọi thứ. Đây là phần quà của chú Ken Vinh Trần để mình chưng Tết cho ông bà nha. Dạ. Rồi đây là bao lì xì. Phần quà này là bao lì xì này là 700.000. Chú cũng lì xì cho hai mẹ con để sắm đồ Tết cũng như là đừng có ăn kẹo sút găng. Dạ. Con cảm ơn. Con cảm ơn chú Kevin Trần đã giúp đỡ cho hai mẹ con chúc chú năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát đạt, giàu học là giàu, để giúp cho nhiều người giống hai mẹ con của con. Chúc cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân hết luôn đây. Dạ con chúc cho ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi, hôm nay thì có dịp về đây thăm hai mẹ con để mà thấy được hai mẹ con bán Tết cùng hòa với không khí những ngày xuân như thế này rất là vui, và đặc biệt là thấy chị Hiền cũng đã khởi sắc hơn thì cũng thay mặt cho gia đình của chị xin chúc tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sức khỏe an lạc, hưởng một mùa xuân ấm áp bên gia đình, và đặc biệt đó là năm mới với nhiều thắng lợi mới và luôn vui tươi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở lớp sau. Xin chào, cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ luôn. Con mấy ba ông bà cô chú anh chị nhớ like, nhớ đăng ký cho chú Đạt đồng hát với chú Bùi Hồ của con nha.